Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý khán giả gần xa về tham dự hội vật truyền thống xã Cát Quế Xuân Kỷ Hợi năm 2019 được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã. Hội vật dân tộc xã truyền thống xã Cát Quế thường niên được tổ chức, cả ngàn khán giả được dành thời gian để về đây xem hội. Câu lạc bộ vật xã Cát Quế rất vinh dự được tham gia giải vật truyền thống này. Nhiều tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm dành tình cảm chân thành cho câu lạc bộ vật. Đây là nguồn cổ vũ động viên lớn lao để câu lạc bộ vật nói riêng và phong trào thể dục thể thao của xã nhà nói chung ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững. Thay mặt toàn thể anh em trong câu lạc bộ vật xã Cát Quế, tôi xin chân thành cảm ơn các tổ chức, các cá nhân và những nhà hảo tâm trong và ngoài xã đã hết lòng ủng hộ câu lạc bộ. Chúng tôi cùng ban tổ chức giải vật cố gắng đem hết sức mình để đảm bảo cho hội vật diễn ra sôi nổi, hào hứng, quyết liệt, trong sáng, khách quan, đáp ứng lòng mong mỏi của quý vị khán giả. Xin chúc toàn thể quý vị khán giả mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội vật thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời đô Trọng Tam và đô Văn Diện, đội leo số 18 lên sân thi đấu.
đồ bắt tay thái trước khi thi đấu. Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Mời đưa Tam vào gặp ban tổ chức để nhận quà của anh Con và anh Hà. Trong cái vở giải thiếu niên, chúng tôi xin mời Đô Nguyễn Văn Hưng và Đô Nguyễn Văn Chiến lên sân thi đấu.